Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, vào sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Long An tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 16, kỳ họp lệ giữa năm 2024, khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều chủ trì kỳ họp. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá sâu sắc toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024, trong đó phân tích rõ nguyên nhân chủ quan của các tồn tại hạn chế từ công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan địa phương. Kỳ họp lần thứ 16 có khối lượng công việc khá là lớn nội dung quan trọng với tinh thần nắm thật và bài giám tôi đề nghị các vị đại biểu hội đồng dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy dân chủ thể hiện rõ chính kiến bản lĩnh trí tuệ của mình để nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu phản ảnh khách quan và tập trung thảo luận hiến kế đóng góp nhiều kiến tâm quyết chất lượng và đưa ra các quyết định đúng đắn phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp lần thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau phần khai mạc, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện việc xem xét và thông qua nghị quyết về quy định tiêu chí thành lập và các điều kiện đảm bảo triển khai tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở pháp lý ra mắt lực lượng này trên toàn tỉnh trong buổi chiều nay, ngày 1 tháng 7, 2024. Kỳ họp lần này sẽ kéo dài trong 2 ngày, 1 và 2 tháng 7. Dự kiến các đại biểu sẽ xem xét thông qua 25 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, tài chính, ngân sách, nông nghiệp, đất đai, y tế, giáo dục, pháp chế, nội vụ. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng tiến hành giám sát, đánh giá hoạt động của các cơ quan theo thẩm quyền, xem xét kết quả giám sát chuyên đề về chấp hành pháp luật trong công tác lập và quản lý đầu tư công giai đoạn 2021-2023, xem xét quyết định chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thông tin chi tiết về kỳ họp sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Tiếp tục là các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời gian qua, các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường giáo dục chính trị trong học sinh sinh viên qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trong trường học, từng bước khơi dậy niềm tin, khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ. Cụ thể, một số đơn vị đã tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giả ngoại về nguồn, tìm đến địa chỉ đỏ, tổ chức học tập truyền thống cách mạng, tham quan di tích lịch sử, địa danh cách mạng, di tích văn hóa trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đoàn chiên. tính đến cuối năm học 2023-2024, ngành giáo dục tỉnh có hơn 331.000 học sinh, trong đó có hơn 2.900 học sinh người dân tộc thiểu số, hơn 14.000 học sinh theo tôn giáo. Thời gian qua, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại Long An đang được triển khai hiệu quả, góp phần đa dạng hóa các chương trình sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Theo đó, trong năm nay ngân sách Trung ương bố trí cho tỉnh hơn 24,6 tỷ đồng, trong đó dành cho cấp tỉnh là 1,2 tỷ đồng, cấp huyện gần 23,4 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các mô hình đang được địa phương triển khai đang lập hồ sơ phương án hỗ trợ. Các mô hình tiêu biểu như chăn nuôi gà, dịch chăn nuôi bò Bình quân một mô hình dự án trên một xã đã được triển khai hiệu quả, dưới phương châm đầu tư con giống, vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khuyết tật không có sinh kế ổn định nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Dự kiến gói hỗ trợ đa dạng quá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh sẽ được giải ngân trong quý 3, quý 4 năm nay. Thời gian qua, kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Long An hoạt động ổn định, hiệu quả, chất lượng ngày càng nâng cao, qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông thôn và tạo thu nhập ổn định cho các thành viên cũng như người lao động. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 319 hợp tác xã với hơn 42.000 thành viên, tổng vốn điều lệ hơn 481 tỷ đồng, có hơn 1.200 tổ hợp tác và 5 liên hiệp hợp tác xã. Các hợp tác xã đã quan tâm đến liên kết sản xuất và hướng đến phát triển các sản phẩm chủ lực là thế mạnh của địa phương. Thời gian tới, các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã khi có nhu cầu tập trung hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã theo đề án thí điểm xây dựng dùng nguyên liệu nông lâm sản đã đăng ký cục trợ giúp pháp lý phối hợp cùng trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và phòng tư pháp quyền bến lức vừa tổ chức buổi truyền thông về triển khai thực hiện một số nội dung trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại địa bàn xã Thành Lợi nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân dùng nông thôn. Tại đây, báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản về pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững trật tự kỹ cương, ngăn ngừa kịp thời có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong tổ chức và địa bàn dân cư. Đồng thời phổ biến những nội dung cơ bản của chính sách trợ giúp pháp lý và cách thức để tiếp cận trợ giúp pháp lý. Tại buổi tuyên truyền, nhiều bà con đã được trực tiếp tư vấn giải đáp pháp luật tại chỗ. Đến thời điểm này cơ bản, cái tình hình tranh chấp về các cái lĩnh vực như đặc biệt là về cái lĩnh vực đất đai cũng như là các cái lực dân sự cơ bản ổn định đến thời điểm này thì cái tỷ lệ nó đã giảm dần so với những cái năm trước. Được biết, Thành Lợi là một xã vùng sâu của huyện Bến Lức đang trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Hoạt động truyền thông chuyên về trợ giúp pháp lý cho người dân, giúp chính quyền và nhân dân địa bàn xã quyết tâm phấn đấu, hoàn thành tốt tiêu chí 100% người dân tiếp cận pháp luật, đồng thời là cơ sở để cuộc trợ giúp pháp lý, thực hiện khảo sát và hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm, nước ta có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 39,5% tổng số ca tử vong trong đó khoảng 25% người trưởng thành đang mắc bệnh tim mạch và có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Theo các chuyên gia y tế, nếu như trước đây, những người từ 50 tuổi trở lên mới có nguy cơ mắc tăng huyết áp, bệnh mạch dành, tai biến mạch máu não, thì hiện nay các bệnh này đã xuất hiện ở những người từ 30 đến 40 tuổi, thậm chí có những ca bệnh dưới 30 tuổi. Diễn biến trong âm thầm chính là điều làm nên sự nguy hiểm của bệnh. Bệnh thường để lại di chứng nặng nề, làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh, gây gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thưa quý vị, trong tháng 7 này, nhiều chính sách mới có hiệu lực như lương cơ sở mới của công chức viên chức, tích hợp nhiều giấy tờ trên VNEID, cho đến bổ sung nhiều hành chi bị cấm trong giao dịch điện tử. Tăng lương cơ sở từ 1.800.000 lên 2.340.000 đồng, Tại nghị quyết kỳ họp thứ bảy thông qua sáng ngày 29 tháng 6, Quốc hội đồng ý cải cách tiền lương, tăng lương cơ sở từ 1 tháng 7. Quốc hội cũng đồng ý tăng 15% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng. Ngoài ra, trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn cũng tăng 35,7%, từ 2.055.000 đến 2.789.000 đồng một tháng tích hợp giấy phép lái xe căn cước trên VNEID theo thông tư 28 của Bộ Công an ban hành ngày 29 tháng 6. Ngoài hình thức bản giấy, người tham gia giao thông có thể trình cảnh sát giao thông các loại giấy tờ sau qua ứng dụng VNEID, giấy phép lái xe, chứng chỉ bộ dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ bằng chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng, giấy đăng ký xe hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký xe kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực. Luật giao dịch điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Tại điều 6 của luật quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử như lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ, thông điệp dữ liệu hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử. Thưa quý vị, để hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại đơn vị, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã triển khai sử dụng ứng dụng, quản lý tín dụng chính sách tại các chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, các tỉnh, thành phố. Việc triển khai phần mềm, quản lý tín dụng chính sách, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh. Sau hơn một năm triển khai hiệu quả ứng dụng quản lý tín dụng chính sách, đến nay 100% tổ trưởng tổ tiết kiệm và chay chốn 12 trên 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện Thủ Thừa thực hiện giao dịch tổ thông qua app với tính năng là phần mềm cung cấp thông tin về hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, số liệu hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tổ tiết kiệm và chai chốn, cơ sở dữ liệu cho chay, trả lãi và gốc của khách hàng. Kết quả kiểm tra đối chiếu cho chay từ đó giúp việc giao dịch giữa tổ trưởng, tổ tiết kiệm và gia vốn với cán bộ ngân hàng chính sách xã hội nhanh chóng hiệu quả. Cái app này nó cũng dễ rất là dễ làm. À, giống như là mình vô mình chỉ cần nhập số tiền lãi, số tiền tiết kiệm có hộ vay đóng đó là mình bấm giao dịch là tự sẽ tự động giao dịch. Hiện nay thì cái quản lý cái tổ này thì thu lãi hàng tháng đó, thì các tổ trưởng là thu qua app còn lúc trước là mấy cô là phải kê tiền kê tiền ở thu đi thu lãi về rồi phải ngồi kê xong rồi bắt đầu mới là nộp bây giờ thu qua app thì nó tiện lợi hơn thông qua ứng dụng quản lý tín dụng chính sách hiện nay trên địa bàn quyền đang quản lý trên khoảng 410 tỷ đồng với 200 tổ tiết kiệm và dây chốn tại 12 trên 12 xã thị trấn với gần 10.000 hộ gia đình đang dây chốn ứng dụng quản lý tín dụng chính sách được đánh giá có tính năng toàn diện nhất về quy trình nghiệp vụ tín dụng chính sách khi cho phép thành viên ban đại diện hội đồng quản trị cấp tỉnh huyện của ngân hàng chính sách xã hội lãnh đạo đảng ủy ủy ban nhân dân xã thị trấn và các hội đoàn thể nhận quỹ thác có thể sử dụng khai thác số liệu Thông qua cái ứng dụng này thì người sử dụng có thể nắm được cái tình hình triển khai cái hoạt động tín dụng chính sách có thể trên địa bàn cấp huyện cũng như là cấp xã à, cụ thể như ở xã thì à, lãnh đạo Ủy ban dân xã à, khi mà mở áp lên thì có thể nắm được à, hiện nay là à, cái nguồn tổng cái nguồn vốn tín dụng trên địa bàn mình bao nhiêu à, có bao nhiêu tổ tiết kiệm và dây vốn đang hoạt động rồi số hộ à, đang dây vốn cũng như về cái chất lượng à, tín dụng trên địa bàn. Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội quyền thủ thừa tiếp tục phối hợp với các cấp hội nhận quỹ thác, quỹ bao nhân dân xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt ứng dụng, triển khai có hiệu quả các chương trình cho vay tín dụng chính sách ưu đãi, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội cũng như thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Lực lượng công an quân sự xã Vĩnh Châu B và xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng phát hiện hai trường hợp đang khai thác đất trái phép trên kênh Cái Môn thuộc địa phận của hai xã. Địa phương đã tiến hành lập biên bản vụ việc. Theo đó, vào lúc 23 giờ ngày 28 tháng 6, nhận được tin báo của người dân và qua công tác nắm bắt thông tin, Quỹ ban nhân dân xã Dĩnh Châu B và xã Dĩnh Thạnh đã cử lực lượng công an quân sự tiến hành kiểm tra và phát hiện có hai trường hợp đang dùng cô bè khai thác trái phép đất tại kênh Cái Môn ở ấp 2 xã Dĩnh Châu B và ấp Gò Thuyền xã Dĩnh Thạnh cho vào xà lan để vận chuyển đi nơi khác. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng sớm nay, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo về hướng đông sau khi cảnh báo về các biện pháp đáp trả của tập trận chung do Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tổ chức. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, một tên lửa đạn đạo tầm ngắn đã được phóng từ khu vực Changyong ở tỉnh Nam Quan vào khoảng 5 giờ 5 phút sáng nay theo giờ địa phương, theo hướng đông bắc. Một tên lửa đạn đạo chưa xác định khác được phóng sau đó khoảng 10 phút Tuy nhiên, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc không cung cấp thêm thông tin chi tiết khác. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, quân đội Hàn Quốc đã tăng cường hoạt động giám sát cũng như cảnh giác trước các vụ phóng tiếp theo của phía Bình Nhưỡng. Seoul cũng sẵn sàng chia sẻ thông tin và các dữ liệu về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với phía Mỹ và Nhật Bản. Rạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Nam Phi Serin Ramaphosa đã công bố những vị trí chủ chốt trong chính phủ mới của mình sau gần hai tuần đàm phán căng thẳng với các đối tác trong chính phủ đoàn kết dân tộc. Trong danh sách nội các gồm 32 bộ được công bố trực tiếp trên truyền hình, đảng Đại hội Dân tộc Phi nắm giữ 20 vị trí bộ trưởng với các bộ quan trọng như tài chính, ngoại giao, năng lượng và quốc phòng. Đảng Liên minh Dân chủ nắm 6 vị trí bộ trưởng, Đảng Tự do In được bổ nhiệm hai bộ trưởng. Bốn đảng khác mỗi đảng nắm giữ một bộ trưởng. Ngoài danh sách các bộ trưởng, Tổng thống Ramaphosa cũng công bố việc cơ cấu lại nhiều bộ trong nội các. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ dòng 1 của bầu cử tại Pháp vào ngày 30 tháng 6 cho thấy, đảng tập hợp quốc gia đang chiếm ưu thế lớn để chuẩn bị cho dòng 2 sẽ diễn ra sau một tuần. Thắng lợi chưa từng có này được cho là có thể mở ra cánh cửa quyền lực cho phe cực hữu tại Pháp lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Cụ thể, với 34% phiếu bầu, đảng tập hợp quốc gia đang dẫn trước Liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới với 29% số phiếu và bỏ xa phe của Tổng thống Emmanuel Macron chỉ giành được 22% số phiếu ủng hộ. Trong khi đó, với chưa đầy 10% số phiếu bầu, đảng những người Cộng hòa trung hữu truyền thống chấp nhận vị trí thứ tư và chỉ còn được coi là phong trào chính trị thứ yếu trong đời sống chính trị Pháp. Cũng theo thống kê sơ bộ, đã có 67,5% cử tri đăng ký đã bỏ phiếu để bầu cho các ứng cử viên tại dòng 1, nhiều hơn 20 điểm phần trăm so với năm 2022 và là con số kỷ lục tại các cuộc bầu cử lập pháp ở Pháp trong ít nhất 20 năm qua. Ít nhất một người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương khi một quả bom phát nổ trước đồn cảnh sát thuộc quyền Banan Sata thuộc tỉnh Yala ở miền nam Thái Lan ngày hôm qua. Nạn nhân tử vong được xác định là một phụ nữ, trong khi 18 người bị thương có 10 dân thường và 8 cảnh sát. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có 5 người bị thương nặng. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 10 giờ rưỡi sáng theo giờ địa phương, ngay trước một ngôi nhà thuộc đồn cảnh sát Banan Sata, và cách không xa văn phòng chính quyền địa phương cùng một khu chợ nhiều căn hộ ở gần đó đã bị dở kính hoặc hỏng trần nhà theo một số nhân chứng đây có thể là một vụ đánh bom xe vì đã phát hiện một chiếc xe bị hư hỏng nặng và bốc cháy